Thưa quý vị, theo kế hoạch thì năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao các cấp lần thứ 9 2021 và tiến tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 2022. Công tác chuẩn bị cho đại hội đang được các ngành, đơn vị chức năng và địa phương trên địa bàn huyện Bến Lức tích cực chuẩn bị. Đại hội Thể dục Thể thao các cấp được tổ chức 4 năm một lần là một sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn, được tổ chức từ cơ sở nhằm đánh giá phong trào thể dục thể thao ở mỗi địa phương, đơn vị sau 4 năm. Qua đó sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân, phát triển con người toàn diện, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên có thành tích xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển thể thao của huyện tham dự Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh. Qua các kỳ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, phong trào thể dục thể thao của huyện Bến Lức ngày càng lớn mạnh về quy mô, nâng cao về thể chất, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Số lượng các môn thi đấu và thành tích của các vận động viên cũng ngày một phát triển. Trình độ tổ chức của cán bộ viên chức ngành thể dục thể thao cũng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các giải đấu. Dạ, hàng năm thì em đều tham gia cái giải của huyện tổ chức. Tuy là năm nay là dịch bệnh rất là thời gian rất là lâu dài, mọi ngày mọi người không có thời gian tập luyện, nhưng mà sau khi mà nghe đã có cái giải này thì mọi người cũng cố gắng tạo một cái nhóm riêng để mà tập luyện. Tuy là không có được tập luyện nhiều nhưng mà giải năm nay mọi người tham gia rất là đầy đủ. Cũng là hy vọng là những năm sau là sẽ có những cái giải cho tụi em được học hỏi nhiều hơn, và hy vọng là sẽ có những cái buổi giao lưu để tụi em để có thể là cập nhật thêm những cái kiến thức, những là kỹ năng, mọi người sẽ có được những sức khỏe tốt hơn để cùng nhau tiến bộ hơn. Qua cái công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và cấp huyện thì ban chỉ đạo, ban tổ chức Đại hội Thể thao của huyện cũng luôn yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện việc thích ứng linh hoạt, an toàn, phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình bình thường mới như hiện nay. Đồng thời, trong các cái hoạt động tổ chức giải và đại hội thì tất cả các thành viên phải luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt quá trình tổ chức và tham dự giải. Nhìn chung, công tác tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao cấp cơ sở và công tác tổ chức các giải thể thao cấp huyện cũng như là các giải thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao cấp cơ sở đều đảm bảo theo hướng dẫn của các ngành cấp trên. Qua công tác tổ chức Đại hội Thể thao cấp cơ sở và cấp huyện cũng đã tuyên truyền lan tỏa cái công tác rèn luyện sức khỏe để thực hiện theo cái cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể tới Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, cũng thông qua các cái hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe, hạn chế các cái bệnh tật, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Và để việc tổ chức thể dục thể thao các cấp được diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ và chu đáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian theo quy định, cấp huyện, xã đều thành lập ban tổ chức đại hội. Việc tổ chức đại hội có quy mô phù hợp điều kiện từng địa phương, đơn vị và gắn với các hoạt động văn hóa để kết hợp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Số lượng nội dung thi đấu cũng tùy thuộc vào điều kiện, trình độ phát triển phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở gồm các xã, thị trấn, ưu tiên là lựa chọn các môn thể thao phù hợp truyền thống của địa phương. Đến nay, 100 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Lức đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và đã tổ chức được 14 trên 20 môn trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện. Công tác tổ chức thi đấu luôn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Long An lần thứ 9 năm 2022, thì ngành văn hóa và thông tin huyện cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp huyện Bến Lức lần thứ 9 năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và các cái văn bản hướng dẫn điều chỉnh về thời gian của tỉnh, mà cụ thể là của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Long An, thì huyện Bến Lức cũng đã có
các cái văn bản hướng dẫn điều chỉnh về thời gian tổ chức đại hội thể thao cấp cơ sở và cấp huyện lần thứ 9 năm 2021. Đến thời điểm hiện nay là cuối tháng 12 năm 2021, 15 trên 15 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội thể thao cấp cơ sở. Các cái nội dung thi đấu trong chương trình đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở cũng từ 6 đến 12 môn ở mỗi đơn vị. Và tính đến thời điểm cuối năm 2021 thì huyện Bến Lức cũng đã tổ chức được 14 trên 20 môn trong chương trình thi đấu đại hội thể dục thể thao cấp huyện. Và dự kiến đến cuối tháng 2 năm 2022 thì huyện sẽ tổ chức lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao huyện và tổ chức các môn thi đấu còn lại để đảm bảo theo kế hoạch của huyện là tổ chức 20 môn thi đấu trong chương trình đại hội thể dục thể thao huyện Bến Lức lần thứ 9 năm 2021. Có thể nói việc tổ chức thi đấu các môn trong chương trình đại hội thể dục thể thao cấp huyện được huyện Bến Lức chuẩn bị chu đáo, đã tổ chức thi đấu thành công trên 2/3 trên số môn trong chương trình. Các môn còn lại sẽ được ban tổ chức đại hội và ngành chuyên môn tiếp tục tổ chức thi đấu trong thời gian tới, đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.